Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ HD. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh tin tức 24 giờ HD. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bốc thăm tìm tham nhũng, giao cán bộ không tự nguyện được kiểm tra. Giảng viên nhờ sinh viên thi hộ thì lên giảng đường ăn nói làm sao? Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh cấm cán bộ xin sỏ giải cứu người vi phạm giao thông. Tin Thế Giới, Bắc Kinh nổi đoá vì Tổng thống Biden tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan. Bốc thăm tìm tham nhũng, sao cán bộ không tự nguyện được kiểm tra? Thưa quý vị, trên tinh thần đảng viên cán bộ có thể tự nguyện để được xem xét, xem như một cách xác tín sự trung thực của mình, chứ đâu cần thụ động ngồi chờ lá thăm may rủi gọi tên mình. Nếu bốc thăm để được học mẫu giáo công lập là chuyện hư hữu ở Hà Nội, đã được xã hội cảm thông, thì việc bốc thăm để xác minh tính trung thực của bản kê khai tài sản cán bộ lại thu hút dư luận ở một khía cạnh khác. Khác, bởi đó là một trong những biện pháp để chống tham nhũng được quy định trong Nghị định số 130-2020-NDCP của Chính phủ. Khác còn bởi, cách làm ấy gợi lên nhiều suy nghĩ về một công việc đòi hỏi sự nghiêm túc, chính danh để góp phần làm sạch đội ngũ cán bộ của đất nước. Thực tế thì chỉ những người quyền cao chức trọng mới có điều kiện để tham nhũng. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo từ 10 năm trở lại đây đã chứng minh điều đó. Với hàng trăm cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, nhiều người là ủy viên trung ương, ủy viên bộ chính trị, các tướng lĩnh cấp cao trong công an quân đội đã bị kỷ luật đảng, bị truy tố trước pháp luật. Điều này cho thấy phòng chống tham nhũng là một cuộc đấu tranh gay go phức tạp, cần sự phối hợp đồng bộ các giải pháp Việc chính phủ ban hành Nghị định số 130 quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị, trong đó có quy định về việc lựa chọn ngẫu nhiên một tỷ lệ nhất định để xác minh kê khai tài sản thu nhập của cán bộ cũng là đương nhiên. Kết quả bước đầu, trên thực tế công việc này cũng đã mang lại một số kết quả bước đầu. Báo cáo của chính phủ cho biết, trong số hơn 540.000 người kê khai tài sản thu nhập, qua xác minh hơn 7.660 người đã phát hiện 74 người kê khai chưa đúng quy định và đã bị kiểm điểm. Từ kết quả này, Thủ tướng đã phê duyệt định hướng xác minh tài sản thu nhập năm 2022, yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai theo hướng lựa chọn ngẫu nhiên. Sau Hà Nội, Đà Nẵng, mới đây, Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức bốc thăm chọn ra 71 người trong diện kê khai tài sản để xác minh nhằm ngăn ngừa phát hiện xử lý hành vi che giấu tài sản, sở dĩ đặt ra vấn đề phải xác minh tính trung thực của việc kê khai tài sản thu nhập là vì lâu nay việc kê khai và xác minh kê khai của cán bộ vẫn bị xem là hình thức khi rất ít trường hợp bất thường không trung thực phải xác minh lại có nhiều kiểu kê khai hết sức vô lý ai cũng thấy cũng biết nhưng không ai truy vấn đến tận cùng có những người khi kê khai thì chẳng có gì nhưng khi bị vướng đến tham nhũng thì phát hiện có rất nhiều tài sản giá trị chỉ có điều là nó đã được hợp pháp hóa bằng tên của vợ chồng con cái với giá trị đến hàng chục hàng trăm tỷ đồng chưa kể đất đai nhà cửa các loại tài sản khác, dư luận từng bàn tán chuyện một cụ bà Hà Tĩnh 78 tuổi vẫn đứng tên xây dựng cả một tòa lâu đài, xung quanh có cả hàng ngàn mét vuông hồ nuôi thủy sản trị giá hàng chục tỷ đồng. Nhưng nghi thì nghi vậy, đã có cơ quan nào tiến hành xác minh đến tận cùng khối tài sản đó có liên quan gì đến những người thân của cụ hay chuyện cô sinh viên Nguyễn Phước Thiên Anh, sinh năm 1995 đang đi du học ở nước ngoài? nhưng lại đứng tên sở hữu một biệt phủ rộng vài ngàn mét vuông ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến thời điểm báo chí đề cập năm 2017, cô này mới 22 tuổi. Vì thế dư luận không tin đó là tài sản của cô, đặc biệt khi cha cô là một nguyên phó thống đốc ngân hàng nhà nước. Nghi ngờ là thế, nhưng rồi mọi chuyện cũng lại rơi vào quên lãng bởi có cơ quan nào đi xác minh khối tài sản ấy ở đâu ra, kể từ đó có thể xác định vị cán bộ liên quan đã trung thực trong kê khai tài sản thu nhập hay chưa, thậm chí là từ đó biết đâu lại tìm ra hành vi tham nhũng, cho nên dù kiểm tra xác minh việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ có được làm theo hình thức nào, chỉ định hay bốc thăm ngẫu nhiên thì tính hiệu quả đối với công tác phòng chống tham nhũng cũng chưa rõ ràng, có chăng việc này chỉ dừng lại ở ý nghĩa nhắc nhở cán bộ nâng cao tính trung thực khi kê khai mà thôi. Theo quy định, người có nghĩa vụ chỉ kê khai tài sản của vợ chồng, con chưa thành niên, vì vậy trên thực tế không ít người lách luật bằng cách chuyển dịch tài sản tham nhũng sang người thân, con cái, thành niên, chuyển sang nước ngoài, thậm chí chuyển sang tài sản của đối tượng không bị kê khai. Khi cố tình giấu giếm tài sản bất minh, người ta đã tính toán cách kê khai như thế nào cho hợp lý nhất, làm sao để những tài sản đó càng xa chủ nhân thực sự càng tốt. Trả trách, việc thu hồi tài sản tham nhũng thời gian qua gặp không ít khó khăn, không sợ mất công bằng vì không bốc thăm. Đã chọn bốc thăm thì phải chấp nhận kết quả ngẫu nhiên, có khi người tham nhũng thật sự lại thoát nhờ may mắn còn người được xác minh thì chẳng có gì để xác minh cho nên chống tham nhũng mà chỉ trông chờ vào việc xác minh kê khai theo kiểu bốc thăm may rủi thì e rằng chỉ là chuyện hình thức không có các công cụ kiểm soát thu nhập của cán bộ công chức và người thân kể cả cha mẹ họ hàng để tránh việc tẩu tán tài sản thì những bản kê khai kia dù có được xác minh thế nào cũng chỉ là hình thức mà thôi trách nhiệm của cơ quan phòng chống tham nhũng phải làm rõ sự vô lý của khối tài sản giá trị lớn một cách bất thường ấy phải tìm ra mối liên hệ với những đối tượng đang bị nghi ngờ hay trong tầm ngắm của các vụ án tham nhũng nếu kê khai tài sản thu nhập được xem là trách nhiệm trung thực của cán bộ thì việc ấy phải được thực thi bằng tất cả tinh thần tự giác của mỗi người chỉ cần sự giám sát uốn nắn kịp thời của cơ quan tổ chức đảng cơ sở nơi cán bộ ấy sinh hoạt là đủ nếu tất cả đều nêu cao tinh thần trung thực khi kê khai còn cần gì đến việc bốc thăm để xác minh thậm chí là trên tinh thần đảng viên cán bộ có thể tự nguyện để được kiểm tra xem như một cách xác tín sự trung thực của mình chứ đâu cần thụ động ngồi chờ lá thăm may rủi gọi tên mình cán bộ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập của mình trách nhiệm của cơ quan phòng chống tham nhũng là vạch trần sự dối trá nếu có nhằm tìm ra đường đi của dòng tiền và tài sản bất minh để quy tội cho từng đối tượng chỉ sợ những người trong cơ quan phòng chống tham nhũng không làm hết trách nhiệm của mình chứ không sợ mất công bằng khi không chọn cách xác minh theo kiểu bốc thăm may rủi Giảng viên nhờ sinh viên thi hộ thì lên giảng đường ăn nói làm sao? Thưa quý vị, ngày 19 tháng 9, Đại học Đà Nẵng cho biết đã có văn bản yêu cầu trường Đại học Kinh tế xử lý rốt giáo vụ giảng viên khoa luật nhờ sinh viên đi thi hộ, vụ gian lận thi cử gây bức xúc trong đội ngũ giảng viên nhà trường. Vụ việc xảy ra vào năm 2021, giảng viên NTHP, khoa luật trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng tham gia khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2 do Đại học Đà Nẵng tổ chức. Trong đợt thi hết môn, kết thúc khóa học vào ngày 2 tháng 4 năm 2021, giảng viên P đang điều trị tại bệnh viện nên nhờ một sinh viên năm tư khoa luật đi thi hộ. Chuyện khá bất ngờ là sinh viên đi thi hộ cho giảng viên để chuẩn chức danh giảng viên chính hạng 2 mà vẫn đỗ ngon lành. Nhưng qua vụ việc này, còn thấy những việc rất đáng bàn trong đào tạo thi cử và chất lượng học thuật tại trường này một khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng hai do đại học đà nẵng tổ chức một sinh viên là người ngoài danh sách chưa đủ trình độ giảng viên lại không theo học khóa bồi dưỡng mà vẫn thi đỗ điều này cho thấy chất lượng chuyên môn học thuật rất có vấn đề hay tạm đánh giá là quá dễ ngang tầm với một sinh viên còn nữa tại sao một khóa học bồi dưỡng một kỳ thi quan trọng như vậy mà để lọt một trường hợp thi hộ như vậy, việc tổ chức thi cử ở đây rất bê bối, lỏng lẻo. Đây là trường hợp bị phát hiện, còn bao nhiêu trường hợp gian lận thi cử khác, liệu có ai biết được? Nữ giảng viên NTHP, người nhờ sinh viên thi hộ, đã bị thu hồi quyết định kết nạp đảng và thu hồi chứng chỉ đã cấp. Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật đến nay chưa được thực hiện. Tại cuộc họp đầu năm 2022, khi nhà trường triệu tập cuộc họp kiểm điểm, thì nữ giảng viên khoa luật lại cho rằng Thời hạn xử lý với mình theo quy định của luật cán bộ công chức và luật viên chức đã hết thời hạn 90 ngày tính từ khi phát hiện hành vi vi phạm về quy định của pháp luật có thể là hết thời hiệu xử lý kỷ luật nhưng việc một giảng viên đại học gian lận thi cử xét về mặt đạo đức thì không có thời hiệu nếu giảng viên NTHP nằm bệnh viện trong khi gặp kỳ thi thì có nhiều cách giải quyết còn nhiều sinh viên thi hộ là gian lận thi cử một giảng viên gian lận thi cử bị phanh phui trước dư luận thì làm sao có thể lên giảng đường để giảng dạy cho sinh viên, làm sao giáo dục đạo đức và chấp hành pháp luật cho học trò. Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh cấm cán bộ xin sỏ giải cứu người vi phạm giao thông. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, cán bộ công chức viên chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành công văn về tăng cường quán triệt cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, các sở ban ngành đơn vị, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã thường xuyên quán triệt, phổ biến luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu bia, công điện số 488 CDTTG, Ngày 3 tháng 6 năm 2022, của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành các quy định về phòng chống tác hại của rượu bia, đồng thời yêu cầu cán bộ công chức viên chức, người lao động, học sinh sinh viên thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan đơn vị gương mẫu thực hiện có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu, tập thể liên quan. Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền vận động các chủ doanh nghiệp chủ phương tiện người lái xe hoạt động vận tải chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của phương tiện không cơi nới thành thùng xe và vận động các doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn có phương tiện vận tải vi phạm kích thước thùng xe tự giác tháo cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt giao công an thành phố sở giao thông vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Đặc biệt là công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất cấm, người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về tốc độ, thông báo về cơ quan đơn vị, đối với các trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước hoặc thông báo về địa phương nơi công dân cư trú để xem xét xử lý theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo nghiêm cấm người đứng đầu lãnh đạo các sở ban ngành địa phương cán bộ công chức viên chức can thiệp tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng người đứng đầu các sở ban ngành địa phương chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố nếu để cán bộ công chức viên chức của cơ quan đơn vị mình quản lý vi phạm